Rồi bây giờ mình Thành mời cả nhà cùng mình đi tham quan qua cái khu bên đây nha. Đây. Cái lối này là lối dẫn vào một cái hồ. À, một cái hồ xa xa đó, một cái hồ. Với lại là cũng là một cái lối dẫn vào khu khu dân cư cao cao tầng phía trong đó, phía xa xa đó. Nữa. Đó một cái lối đi đây. Ừ. Lối đi vẫn dẫn vào đó. Dẫn vào bờ hồ, đi vòng vòng bờ hồ nè. Cả nhà cùng Thành đi tham quan cái bờ hồ này nha. À, trên nè thấy, cả nhà thấy không? Ừ, một cái lối đi dẫn vào khu công viên, ý là khu chung cư. Người bờ hồ mà cũng ngập sắc hoa anh đào luôn. Đó, hoa anh đào. Mùa này thì phải nói về hoa anh đào thôi chứ không biết nói về cái gì nữa. Tại vì này, bước ra là thấy hoa anh đào mà. Bước ra đường là thấy hoa anh đào mùa xuân, mùa xuân hoa anh đào nở rộ. Đây nè, những người dân cư trong cái khu này nè, giờ này họ cũng các em bé đồ đó ra chơi đó, xuống xích đu ngồi giữa bờ hồ nè. Đó. Đó. Cái lối này, nếu mà cái lối này đi thẳng thì đi vào trong cái khu chung cư cao tầng này nè. Còn ở đây thì trên đường đi thì dẫn vào thì đó cũng trồng hoa anh đào đầy hết, nhiều đó. Mấy em bé Hàn Quốc dễ thương rồi. Đó coi kìa, hai em chơi kìa, nó chỉ dễ thương không? Ồ, cái kìa. Rồi mình đi tiếp nha, mời cả nhà đi tiếp. Hoa anh đào quá đẹp, mời cả nhà đi theo con đường này, khám phá con đường này tiếp. Nói chung là đi thì trời mà lạnh lạnh như thế này thì đi cũng không biết mệt, chỉ sợ lạc thôi, chỉ sợ lạc họ không biết đường về thôi. Nói thì nói vậy thôi chứ. Biết đi thì phải biết về chứ, đúng không cả nhà? Ôi cây này nè, không à, hơi hồng hồng nhạt nè, thấy không? Cây này hơi hồng nhạt nè, đó cái gốc nó nè hơi hồng nhạt nè. Nói chung là khắp nơi hoa anh đào nở rộ. Từ nãy giờ hả, quay clip cho cả nhà xem mà không có cái từ nào mà nhắc nhiều đến cái mấy cái ba cái từ hoa anh đào đó, đúng không? Cứ nói hoa anh đào, mùa xuân có hoa anh đào, mùa xuân sang có hoa anh đào. Trời ơi, thì mùa xuân cũng mùa này có hoa anh đào thôi, nói hoa anh đào chứ nói gì, phải không cả nhà? Không lẽ lá đỏ lá xanh đâu nói, lá đỏ lá vàng đâu nói, tuyết rơi đâu nói, thì giờ có hoa anh đào nói hoa anh đào thôi, đúng không? Cả nhà thông cảm nha, đừng nói sao Thành cứ nói hoa anh đào hoài nha. Này con đường đẹp không đó, cái lối đi nè. À, ơi. Mấy cái này mà có bộ phim tình cảm nào thì chọn làm bối cảnh cũng không, cũng phải thấy là mê hồn rồi. Wow. Thôi đi chậm lại chút xíu để quay rõ rõ chút xíu coi, tự nhiên hồi tăng tốc quá đi hơi bị mệt rồi đó. Ơi. Nói chung mỗi đất nước thì đều có một cái vẻ đẹp riêng. Việt Nam mình thì cũng có nhiều nơi rất là đẹp. Tuyệt vời. Rồi tại sao người Hàn thì người ta lại thích qua Việt Nam, thích du lịch qua Việt Nam? Thì nói chung là đó, con đường đi này thấy không? Đó, nói chung là nơi nào cũng có cái đẹp riêng. Mình không thể nói được là nơi nào đẹp hơn nơi nào.
Tuy nhiên cái nơi nào mà mình hả cảm nhận đẹp là đẹp, nhưng mà thật sự là đẹp, đẹp thật, đẹp thật, quá đẹp luôn. Rồi rồi bây giờ là mình đang xuống một cái cầu bắc nha, một cái hồ nha. Rồi nó nói chung là ven hồ, xung quanh hồ đều có đường đi lát lát gỗ như vậy nè, cho dân người ta đi. Nói chung là dân ở đây đi thôi chứ không phải là khu du lịch đâu nha. Đây chỉ là một cái công viên để cho dân đó, đồi đó, thấy không? Đồi núi chập trùng mà. Đó, trên đồi đó. Rồi thôi. Tới đây thì rồi, bây giờ mời cả nhà mình cùng với Thành đi qua bên khu khác nha.